Xin chào, lại là Trường và Mawan đây. Hôm nay một ngày làm việc của mình nó hơi tệ một tí, bởi vì là khi mà mình làm việc có một số cái mà mình dùng nó không được tiện cho lắm. Và sau đó mình đã phải lên trên YouTube và tìm hiểu xem có cái mẹo nào đó ok không để sử dụng. Và rất may là mình đã tìm được những cái mà mình cần. Và bây giờ mình có thể chia sẻ đến ngay cho các bạn, ngay sau intro nhá. Ok, mẹo đầu tiên này. Khi mà các bạn làm việc ở trên công ty mà cảm thấy rằng là tốc độ mạng nó hơi bị chậm mà không biết là do wifi hay là do máy tính của các bạn, thì có thể là sử dụng cách đó là đo tốc độ wifi nhá. Đầu tiên hãy vào terminal, sau đó các bạn có thể gõ là network quality, enter. Sau đó hãy để cho máy nó đo xem tốc độ mạng như thế nào nhá. Thường thì đây nó là một cái phần bên trong hệ thống của máy đo nên là nó khá là chính xác. Bình thường thì mình sẽ hay đo bằng một cái phần ở trên trình duyệt, nó có tên là speed test. Thì nếu mà các bạn chưa biết tốc độ mạng như thế nào là nhanh, thì thường như mà mình sử dụng ấy, thì nếu mà tốc độ download nó tầm khoảng cỡ 50 trở lên, với cả tốc độ upload nó cũng tầm đó, hoặc là hơn một chút thì là khá là ok rồi. Nhưng mà như mình đo ở đây thì tốc độ mạng của mình cũng khá là chậm. Download của nó chỉ là khoảng 12 megabit trên giây thôi, còn up thì nó là khoảng 30 megabit trên giây. Như vậy thì khá là chậm đấy. Ok nhá. Mẹo thứ hai trong ngày hôm nay, khi mà các bạn lỡ tay mở rất nhiều các cửa sổ trình duyệt lên như thế này và bây giờ nó hơi bị rối một tí, thì các bạn có thể là bấm vào phần Windows, sau đó thì bấm Merge All Windows. Khi này lập tức nó sẽ dồn tất cả các tab vào chung một trình duyệt mà thôi, và các bạn sẽ dễ dàng hơn để quản lý lại các cái tab của chúng ta nhé. Đấy, trông nó gọn gàng hơn hẳn như thế này cơ mà. Ok. Ok, đang tiện nói về Safari, thì nếu như các bạn có một trang trình duyệt nào đó mà nó đang ở một cái ngôn ngữ mà mình không đọc được. Đây là tiếng Việt mà. À thôi, đây ví dụ như mình là người Tây đi, mình đọc tiếng Anh đi chẳng hạn. Thì mình sẽ có thể bấm vào cái phần Translate ở đây nhé. Bấm Translate sang một ngôn ngữ khác. Đây, và chờ một chút, ngay lập tức nó sẽ chuyển sang dạng của một ngôn ngữ khác. Các bạn cũng có thể làm ngược lại, nếu như đó là trang web tiếng Anh, các bạn có thể chuyển sang tiếng Việt. Và nếu sau khi đọc xong mà các bạn muốn học lại ngôn ngữ một tí, các bạn muốn chuyển lại về ngôn ngữ gốc, thì hãy bấm lại vào View Original nhé. Ok, một mẹo tiếp theo. Khi mà các bạn được gửi một cái hình ảnh như thế này chẳng hạn này, và các bạn muốn copy lại toàn bộ cái văn bản này vào trong Word chẳng hạn, thì các bạn sẽ phải là convert cái ảnh này ra thành PDF, sau đó các bạn sẽ vào PDF để chuyển thành Word, sau đó các bạn copy và dán lại vào Word. Nó rất là lâu. Thì ở trên Mac sẽ có sẵn một cái phần mềm, khi mà các bạn bấm vào cái hình ảnh này này, ở dưới góc bên phải của chúng ta sẽ có một chỗ để chúng ta bấm vào đây, và lập tức nó sẽ xác định được đâu là chữ. Các bạn có thể là copy chữ ngay lập tức luôn nhá. Rồi, mình sẽ copy thử này. Đó, có luôn cả tiếng copy luôn. Sau đó mình vào Word này, bấm Command V. Ok chưa? Đã copy toàn bộ từ hình ảnh này sang vào trong Word. Ok, khi mà bạn đang giải trí dở thì tự nhiên lại có một cái task giao đến và các bạn cần phải làm việc ngay, nhưng mà vẫn muốn xem tiếp video. Các bạn muốn cho nó nhỏ lại thì hãy bấm vào video này bằng chuột phải hai lần giúp mình. Đó, hãy ấn Enter Picture in Picture. Ngay lập tức video sẽ được ở một cái dạng thu nhỏ như thế này, và các bạn có thể tùy kéo đi bất kỳ chỗ nào mà các bạn thích. Ô, sao nó toàn vào góc này? Thì nếu mà nó vào góc như thế này thì các bạn hãy bấm giữ Command và sau đó kéo vào đúng cái chỗ mà các bạn cần. Ví dụ mình để ở đây và thả tay ra, ngay lập tức nó sẽ giữ đúng ở vị trí này luôn nhá. Khi mà các bạn nhìn vào cái thanh dock của mình, các bạn có thấy có gì lạ không? Bình thường thì Facebook sẽ không có app ở trên Mac, nhưng tại sao ở đây lại có một cái app Facebook như thế này? Thì bởi vì là mình đã add nó từ trong Safari vào, và mình sẽ bấm một phát nó sẽ nhảy thẳng ra Facebook luôn, một cửa sổ riêng, rất là tiện. Thì làm thế nào để các bạn có thể làm được điều này? Hãy vào cái ứng dụng bất kỳ mà các bạn muốn, ví dụ như YouTube này chẳng hạn nhá. Sau đó hãy bấm vào cái ô vuông mà có cái mũi tên này, bấm vào đây, ấn vào Add to Dock và có thể đặt tên tùy ý, ví dụ như YouTube. Đây, mình sẽ bấm vào YouTube và Add.
Ngay lập tức chúng ta sẽ có một cái cửa sổ tên là YouTube, và khi bấm vào đây nó sẽ mở độc lập ra một cửa sổ riêng và các bạn chỉ vào được YouTube thôi. Rất tiện và cũng có thể coi như là một cái app đi. Ok nhá. Ok, những mẹo vừa rồi có hữu ích đối với các bạn hay không? Nếu có, hãy để lại một nút like cho mình nhá. Còn nếu các bạn có nhiều mẹo hơn, hữu ích hơn thì đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới. Cùng với đó, hãy để lại một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mark One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.